Dù bạn có đứng ở đâu, ở Hà Nội, Sài Gòn, Tokyo, Paris hay New York, bạn sẽ thấy một điều rất kỳ lạ. Dù khác nhau ngôn ngữ, khác nhau văn hóa, khác nhau lịch sử, nhưng tất cả mọi người đều hiểu cùng một thứ. Khi đèn đỏ bật lên, xe dừng lại. Khi đèn xanh sáng, dòng người bắt đầu chuyển động. Không cần phiên dịch, không cần giải thích, chỉ ba màu, nhưng đủ để hàng tỷ con người xa lạ phối hợp với nhau mỗi ngày mà không va vào nhau. Vậy câu hỏi đặt ra là, ai là người nghĩ ra chuyện đó? Và vì sao lại là ba màu, đỏ, vàng và xanh, chứ không phải là những màu khác? Phải nói rằng trước thế kỷ 19, khái niệm giao thông gần như không tồn tại theo nghĩa mà chúng ta vẫn tưởng tượng bây giờ. Đường phố không phải để xe chạy, mà là đường dành cho tất cả. Người đi bộ, xe ngựa, hàng rong, trẻ con chơi đùa, thậm chí là cả gia súc. Ai có sức thì chạy, ai khỏe thì đi nhanh, ai yếu thì tốt nhất hãy tránh sang một bên. Mọi thứ vận hành bằng thói quen, bằng ánh mắt và tất nhiên là bằng may mắn. Nhưng rồi những thành phố lớn dần. Cách mạng công nghiệp khiến dân số dồn về đô thị, xe ngựa ngày càng nhiều, chạy nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Tai nạn xảy ra thường xuyên đến mức người ta bắt đầu nhận ra một điều rất quan trọng. Nếu ai cũng tự quyết định thì xã hội sẽ tắc nghẽn, không phải vì đường hẹp mà vì con người không thể đoán ý của nhau. Chính trong bối cảnh đó, ý tưởng về việc điều khiển dòng người bắt đầu xuất hiện. Năm 1868 tại London, thế giới chứng kiến những chiếc đèn giao thông đầu tiên. Nhưng nó không giống bất cứ thứ gì chúng ta thấy ngày nay. Không có nhiều màu như chúng ta thấy ngày nay. Đó chỉ là một cột đèn chạy bằng khí ga, có người đứng vận hành bằng tay. Ban ngày thì dơ bảng, ban đêm thì bật cái đèn ấy lên. Ý tưởng nghe rất là hay, nhưng thực tế thì lại thảm họa. Đèn phát nổ làm bị thương cảnh sát vận hành và ngay lập tức bị dẹp bỏ. Sau sự cố đó suốt gần nửa thế kỷ, người ta không nói đến những khái niệm liên quan đến đèn giao thông nữa. Đường phố quay trở lại với kiểu cũ, ai nhanh thì đi, ai chậm thì chịu, cho đến khi một thứ mới xuất hiện và thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Đó là ô tô. Ô tô nó không giống với xe ngựa. Ô tô nó nguy hiểm hơn nhiều, nó nặng hơn nhiều. Và khi nó đã lao đi, chẳng may nó đâm vào ai thì làm sao mà dừng ngay được. Chỉ cần một cú va chạm nhỏ cũng có thể gây ra tai nạn chết người. Khi ô tô xuất hiện hàng loạt ở Mỹ và châu Âu vào đầu thế kỷ 20 thì tai nạn đã tăng vọt. Đường phố không còn là nơi tùy nghi di tản nữa mà trở thành không gian cần phải quản lý. Và lúc này con người hiểu ra một điều, không thể chỉ dựa vào đạo đức hay là ý thức, cần có luật và cần có tín hiệu để luật đó được nhìn thấy. Đó là lúc cái tên William Fels Eno xuất hiện. Đây không phải là người phát minh ra đèn giao thông, nhưng ông là người đầu tiên biến giao thông thành một hệ thống có quy tắc. Ông viết ra những bộ luật đầu tiên quy định ai được đi trước, ai phải dừng lại, cách xử lý ở những điểm giao nhau, ở vòng xuyến, ở đường ưu tiên. Những thứ mà ngày nay chúng ta coi là hiển nhiên thì thời đó là cách mạng. Chính tư duy của Eno đã mở đường cho một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu đã có luật thì làm sao để hàng nghìn người trên đường cùng tuân theo luật đó mà không cần phải nói chuyện với nhau? À bây giờ là dừng à, bây giờ là đi hay bây giờ là chuẩn bị đi? Câu trả lời tất nhiên không chỉ là chữ viết mà là màu sắc. Ít ai biết rằng đèn giao thông đường bộ thực chất lấy ý tưởng của ngành đường sắt. Trước ô tô rất lâu, tàu hỏa đã cần một hệ thống tín hiệu rõ ràng. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến đoàn tàu đâm vào một người nào đó. Ngành đường sắt chọn màu đỏ để báo dừng vì đó là màu con người nhận biết nhanh nhất, nhìn rõ nhất trong sương mù từ khoảng cách xa. Đỏ cũng gắn liền với máu, với nguy hiểm, với phản xạ sinh tồn. Khi nhìn thấy màu đỏ, não người tự động căng lên. Nhưng chỉ có màu đỏ thì không đủ. Người ta cần một trạng thái trung gian, một lời nhắc nhở rằng chuẩn bị, hãy sẵn sàng. Và lúc này màu vàng xuất hiện. Trong tự nhiên, vàng là màu của cảnh báo. Ong, rắn, động vật có nọc độc đều dùng màu vàng để nói rằng đừng đùa với tôi. Và cuối cùng là màu xanh. Ban đầu ngành đường sắt định dùng màu trắng để báo tín hiệu là hãy đi đi. Nhưng trắng thì dễ nhầm lẫn với ánh sáng. Bóng đèn trắng thời điểm bấy giờ cũng hay cháy. Vì vậy màu xanh lá được chọn để thay thế. Khá dịu mát và ít gây căng thẳng, đối lập hoàn toàn với màu đỏ. Ba màu ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất là kết quả của những nghiên cứu về sinh học, tâm lý học và hàng chục năm thử nghiệm bằng thực tiễn. Thứ tự đỏ, vàng, xanh cũng không phải là sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Nó bám sát cách con người phản ứng. Đỏ yêu cầu dừng ngay, vàng cho phép chuẩn bị, xanh cho phép hành động. Đây là một chuỗi nhận thức rất tự nhiên của não người. Khi đứng trước đèn đỏ, chúng ta không chỉ dừng xe mà còn dừng lại trong đầu. Khi thấy đèn vàng, chúng ta chuyển sang trạng thái tập trung. Và khi đèn xanh bật lên, cả cơ thể sẵn sàng di chuyển. Đèn giao thông vì thế không đơn thuần là thiết bị kỹ thuật. Nó là công cụ quản lý hành vi con người ở quy mô hàng triệu người, hàng tỷ người cùng một lúc. Vì sao thế giới lại dùng chung một hệ màu? Tại sao mỗi nước không nghĩ ra một màu khác đi? Bởi vì chúng ta cần một sự thống nhất. Bởi vì con người có thể không đọc được chữ của nhau nhưng đều nhìn màu giống nhau. Một người Việt sang Tây không cần học tiếng Anh vẫn hiểu đèn đỏ là dừng.
Tương tự, một anh Tây sang Việt Nam cũng không cần học tiếng Việt cũng hiểu màu xanh là đi. Ba màu đó đã trở thành ngôn ngữ của toàn cầu. Nó vượt qua biên giới, văn hóa và giáo dục. Và điều thú vị là không phải nơi nào cũng phụ thuộc vào đèn. Đây mới là điều hay. Có những nơi trên thế giới không có đèn giao thông. Thế giới chúng ta rất hiện đại nhưng vẫn có những nơi không có đèn giao thông. Phải chăng họ không cần thiết? Nổi tiếng nhất là Bhutan. Trong nhiều năm, đặc biệt là giai đoạn trước 2010, thủ đô của Bhutan hoàn toàn không có một chiếc đèn giao thông nào cả. Không phải vì không mua được mà bởi vì người dân họ không thích. Khi chính phủ từng thử lắp một đèn giao thông ở ngã tư trung tâm, người dân cảm thấy khó chịu, cho rằng nó làm giao thông trở nên máy móc và mất đi sự nhường nhịn tự nhiên. Kết quả là đèn bị tháo bỏ, thay bằng cảnh sát đứng điều phối bằng tay. Cho đến tận ngày nay, dù đã xuất hiện một vài đèn ở khu vực mới, Bhutan vẫn là biểu tượng cho một xã hội điều tiết giao thông bằng sự chậm rãi và ý thức, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào tín hiệu điện tử. Một trường hợp rất nổi tiếng khác đó là thị trấn Makati ở Pháp, thực ra là một đảo nhỏ của Pháp. Trên đảo này không có đèn giao thông, không có vạch kẻ đường, thậm chí là rất ít biển báo. Bởi vì dân số chỉ vài trăm người, xe cộ thì ít, tốc độ thì thấp, ai cũng quen mặt nhau. Trong một môi trường như vậy, đèn giao thông không giúp ích gì mà còn trở thành vật thừa thãi, giống như chúng ta di chuyển trong ngôi làng của mình. Tại châu Âu, nhiều thị trấn nhỏ ở Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Áo cũng gần như không dùng đèn giao thông trong khu dân cư. Họ thay bằng vòng xuyến, những cái khu vực giao nhau mở, biển nhường đường và quy tắc ưu tiên rõ ràng. Đặc biệt ở Hà Lan có những khu đô thị được thiết kế theo triết lý là không đèn, không biển và không vạch kẻ. Khi không còn đèn để ra lệnh, người lái xe buộc phải giảm tốc, quan sát ánh mắt người khác và tự điều chỉnh hành vi. Tai nạn ở những khu này, nghịch lý thay, lại giảm. Thế mới hay chứ lại. Ở Bắc Âu, nhiều ngôi làng nhỏ ở Iceland, Na Uy, Phần Lan gần như không có đèn giao thông. Không phải vì họ nghèo mà vì mật độ cũng quá thấp. Có nơi chỉ vài trăm dân, xe chạy cả phút không gặp ai. Trong cái hoàn cảnh như vậy, đèn giao thông cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vì cũng chẳng có vấn đề gì tồn tại cả. Một số đảo nhỏ trên thế giới cũng không có đèn giao thông. Ở đây phương tiện chủ yếu là xe máy, xe điện, xe đạp hoặc là đi bộ. Tốc độ chậm đến mức đèn giao thông trở thành khái niệm xa xỉ. Như vậy, đèn giao thông không phải là dấu hiệu của văn minh cao hay là văn minh thấp, mà đó là dấu hiệu của mật độ và sự phức tạp. Khi mà xã hội còn nhỏ, cuộc sống còn chưa phức tạp, con người nhận ra nhau thì còn đủ thời gian để nhường nhau thì trật tự có thể tự hình thành. Nhưng khi số lượng người tăng lên, khi ai cũng vội, ai cũng xa lạ thì trật tự tự nhiên sụp đổ. Lúc đó đèn giao thông xuất hiện như một trọng tài vô hình thay con người ra quyết định. Và câu hỏi cuối cùng, trong tương lai liệu đèn giao thông có biến mất hay không? Có thể đèn giao thông sẽ không biến mất, nhưng chắc chắn nó sẽ thông minh hơn. Nó kết nối với AI, biết ưu tiên xe cấp cứu, biết phân luồng theo thời gian thực. Những màu như là đỏ, vàng, xanh thì chắc chắn là vẫn tồn tại rồi, vì chúng đã trở thành phản xạ có điều kiện ở trong não người. Đèn giao thông cũng sẽ học cách để điều phối giao thông tốt hơn. Không cần học, không cần giải thích và chỉ cần nhìn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.